bạch tuộc xào cay nha anh em, tỏi hành, bạch tuộc khổng lồ nha anh em, ớt khô, ớt kỳ thiên xay, sắm dai khai, nước mắm, bột nêm, đường, ớt bột, nước, nấu 7-7-4-9 ngày. Em ra thôi. Lại cái thắt mày chiên bông trường kho trứng siêu cay đấy. Tưởng gì, chiên luôn mày ơi. Năm qua là một ngụm ruby rồi, làm gì thì làm sao nha anh em. Let's go. Chiên bông đi mày. Tỏi, hành tím, sườn heo, ớt kỳ thiên xay, xì dầu, ấm, em, đường, bột, nước, trứng cút, liên hỏa nha anh em. Đặc biệt là những món ăn cay này, bốn cái ruby thì gọi là hết sải luôn anh em ạ. Trời nóng nóng như này mà làm một ruby thì mắc tỉnh cả người anh em ạ, hết sải luôn. Dạo này tao hơi bị mê ruby anh em ạ, hương vị đầm dễ uống, uống xong anh em không sợ say quốc cần cao nha. Anh em có uống nhiều đi nữa thì sáng dậy cũng không có đau đầu nha anh em. Việc gì quan trọng thì cũng không sao cả, anh em cứ chơi tới bấy đi. Thật sự là mình thấy món ăn ngon hơn và sảng khoái khi ăn cùng ruby nha anh em. Tối lên đình sáng tư tỉnh ngay cực tỉnh, thử thách chấm đồ ăn với sốt sukey level 12 tự chế, cái nào ngon nhất đây? Đùi gà chiên, quá cay nhưng mà ngon, 10 điểm. Sườn heo chiên, tám điểm. Xúc xích, mười điểm, quá là ngon, ngon nhất. Thắt em siêu cay bản tư thứ hai. Chẳng của tôi, chỉ ước mong sao để mau được chào tên. Ấm bột, nhờ người mai mối để gấp em về môi tôi. Nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Muối xanh, mày quá thương em nở nắng ráng sang năm. Sắm dài cay, ăn lên anh hút em về làm dâu. Thêm một ấm bột nữa. Chút yêu thương thêm chút mây say. Đó là sự là cay. Chắc chắn sẽ là ngất ngây. Nghe nói là mày thắng 20 triệu từ tem 5 vlog hả? Ừ, đơn giản rồi. Ôi, tao có thử thách cho mày đây. Sao cái gì? Ăn cái xúc xích này với cả 5 chai xăng, mày sẽ nhận được 20 triệu từ tao. 20 triệu hôm nay thì lấy điện thoại của mày được không? Sao để điện thoại của tao? Thất vậy. Chấp nhận thử thách. Ok, go. Thằng mày đây. Cảm ơn mày nhá, còn non mày xanh lá mày ơi. Khi bạn là thánh ăn cay nhưng răng lại yếu. Hôm nay mình sẽ ăn rau bạch tuộc khổng lồ, tương ớt, sắm dai khai, ớt bột, muối ớt xanh, bột tỏi, không cắt ghép. Trời ơi, linh trời ơi. Từ từ, từ từ. Từ từ. Rồi, thử thách tìm ra gia vị cay nhất ngày hôm nay. Tương ớt. Ba mươi phần trăm cay. Muối ớt. Hai ngọn đăng cây, sám giải khai.
700 cây wasabi. Một trăm phần trăm cây. Wow, tốt mà hôi luôn mà. Cây tốt mà hôi luôn á. Ba ba kho trứng cút siêu cay anh em ơi. Hành, tỏi, ớt khô, thịt ba ba, cà rốt, cỏ tây, ớt xay, nước, nước mắm, tương ớt, sốt siêu cay, đường, trứng cút. Nấu đến khi nào nó mềm ra nha anh em. Ăn thôi anh em ơi. Thường thì ăn xong mình sẽ đánh răng nha anh em. Mình đánh răng bằng chải điện nha anh em. Đánh sạch hơn gấp 3-4 lần bằng chải thường nè. Anh em thử mua link dưới nha anh em ơi. Đang có chương trình free ship cho anh em đây. Thử thách tìm ra gia vị cay ăn với thịt gà ngon nhất ngày hôm nay. Thử hớt xem đây thôi. Wasabi, ớt bột, bông đeo, go. Cái này ngon nhất. Thử thách tìm cái đùi gà cay nhất ngày hôm nay. Sam giải khai. Thương ớt. Muối ớt xanh. Năm mươi phần trăm cơm. Tam giải khai. Ăn mười, ta ăn mười. Muối ớt xanh. Ba mươi. Gà kho sả ớt siêu cay anh em ơi. Dâu ăn. Hành tím, tỏi, sả. Thịt gà. Nước mắm, muối, đường, bột nêm, xâm giải khai, tương ớt, chi thiên đạch, nước, liệu hóa 7749 ngày. Ăn cơm thôi em ơi. Ngon thật sự nữa mà, mùi rất là cay nha. Cay, nhưng rất là ngon. Lồn sóc cay level 12, chấm trứng gà anh em ơi. Tỏi, hành, ớt. Phi cho tạc thơm nha anh em. Tương ớt. Mặt ngô. Tinh dầu ớt. Xong rai khai. Ớt bột. Ớt bột level 2. Ớt khô. Nấu cho nó sâu lên là xong nha nè. Đã xong.
gà mốc rụp luôn anh em ạ. Chấm vào cái tô ớt này. Hành ngâm tương.